điểm ba điều các bạn. Kèo ghi giữa anh em Tây Ninh với lại anh em Đồng Tháp nha. Điểm số hiện tại là ba điều. Điểm 4-3 cho cặp đôi của Đồng Tháp nha các bạn. Đây là sân các cái tên mọi người. Người xem giúp mình một like, một share, một đăng ký kênh nào mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Tiếp tục các bạn, điểm số hiện tại là 4-3. Điểm cho bên cặp đôi Tây Ninh 4 điểm. Về bóng ngoài các bạn. Điểm 5-4 cho cặp đôi Đồng Tháp Phú Học Sinh với lại Thông Tâm Nông. Tư Thông mê ơi bay. Tiếp tục là điểm dành cho cặp đôi của Đồng Tháp các bạn. 6-4. Hai bên đổi sang luôn nha các bạn. Các bạn xem giúp mình một like, một share nào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Điểm cho cặp đôi Tây Ninh sau pha đánh bóng giặt lưới các bạn. 5-6. Điểm cho Thông Tâm Nông và Phú Úc Sinh các bạn. Điểm 7-5.
Điện Sơn hiện tại là 7 năm rồi nha các bạn. Cặp đôi Tây Ninh 6-7. Các bạn xem giúp mình một like nào các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh giúp mình một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục nha các bạn. Điểm rơi hiện tại là 6-7. Đang xem dấu các bạn ơi. Đang xem dấu nha. Không biết là bóng nó trong hay ngoài nha. Đang chờ trọng tài xử. Vẫn chưa có kết quả mà ơi, đang làm dấu nha. Vẫn còn đang chưa có ra quyết định cuối cùng các bạn. Rồi, cái ba mày nhé.
tới tiệc chiêu cuối cùng rồi. Chúng ta cũng chờ đón cái tâm thần thánh bạn ơi. Đang xử dấu nha mọi người. Các màn cây tâm thần thánh đây. Cây tâm thần thánh các kẻ đang vẽ nha mọi người. Liệu rằng bóng trong hay bóng ngoài đây? Chúng ta còn chờ sau ít phút nữa các bạn ơi. Đang xử dấu trong dấu ngoài nha các bạn ơi. Điểm số hiện tại là 6-7 nha. Như vậy là sau màn cây tâm thần thánh thì bóng trong sân nha mọi người. Bàn thắng thuộc về phía bên cặp đôi của Tây Ninh. Và điểm số hiện tại là 7 đều nha mọi người. 7 đều. Chúng ta cùng tiếp tục xem trận đấu nha các bạn. Tất cả đã quay về vạch xuất phát rồi. 7 đều. Trận đối đầu giữa cặp đội Thông Tâm Nông Phú Học Sinh ở bên đây lưới các bạn, còn bên kia là Thái Diêu và Phương Steve. Và cái phút đẹp mắt của Thông Tâm Nông nâng điểm số lên cho cặp đôi Đồng Tháp 8-7. Bạn xem giúp mình một like nào các bạn, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, Dương Trần nha. Trong sân không có ai lên tiếng trong pha bóng vừa rồi. Bóng trong sân nha các bạn. Điểm 8 đều. Bóng 8 đều. Tiếp tục nha các bạn. Điểm số hiện tại là 8 đều. Đánh 12 điểm tới nha các bạn. Đây là sân bóng chuyền các kẻ Tây Ninh. Và lại tại hẻm 26 đường Trần Phú. Quá hay cho Thông Tâm Nông các bạn. Go!
Phương Chị Tình. Quá đáng tiếc không ạ. Và điểm dành cho cặp đôi của Đồng Tháp 98. Bạn xem giúp mình một like, một share, một đăng ký kênh nào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục nha các bạn. Điểm số hiện tại là 98. Nhưng về phía bên cặp đôi của Đồng Tháp. Là cặp đôi của Tây Ninh và bên đây là của Đồng Tháp nha các bạn. Các bạn chờ trong giây lát nha các bạn. Trận đấu sẽ tiếp tục trong vài giây nữa. Và điểm số hiện tại đang là 9 đều. Các bạn đang xem trận đối đầu giữa anh em Tây Ninh với lại anh em Đồng Tháp. Đại diện cho cặp đôi Tây Ninh là Thái Diêu và Phương Chí Tinh. Đại diện cho Đồng Tháp là cặp đôi Phú Hồng Sinh và Thông Tâm Năm. Vừa rồi thì phía bên cặp đôi Tây Ninh đánh bóng ra ngoài các bạn. Điểm 19 cho anh em Đồng Tháp. Hỏng của anh em Tây Ninh. Tiếp tục điểm dành cho phía bên Đồng Tháp em ạ. 11-9. Như vậy chỉ còn một điểm nữa là phía bên anh em Đồng Tháp sẽ kết thúc trận đấu này các bạn. Set này set thứ hai rồi nha Thái Dương Trần ơi. Ở set đấu thứ nhất thì phía bên cặp đôi của Tây Ninh giành chiến thắng. Cứ pha lội ngược dòng quá ngoạn mục quá. Ở set đấu thứ nhất thì điểm số là 8-8-3. Bên Đồng Tháp 8 và Tây Ninh 3.
nhưng kết thúc trận đấu thì với bên Tây Ninh liên tiếp dẫn trước 12-8 luôn. Rồi, dẫn con. Pha đã bốc hỏng vừa rồi của Phương thì cũng kết thúc trận đấu nha các bạn. Phía bên anh em Đồng Tháp giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký các bạn để theo dõi những video tiếp theo mình sẽ like hoặc là mình sẽ đăng lên kênh nha các bạn. Xin phép tắt like mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.